พูดถึงเนี่ยน้ำตาลเนี่ยจากเดิมน้ำตาลเนี่ยวิ่งก่อนก็วนเสียงทองกันเลยฟันก่อนเดิมอินเทอร์เน็ตกับกวางซิลต์ซิลต์ VNBT บัดเสียนะโซเวียตNghệ Tĩnh mùng 12 tháng 9 1953 đời diệt kinh chúng về sau chắc là khu tưởng niệm bên kia đấy chứ nối vào đây đấy chứ nhở chắc chỗ này năm 1930 là diễn ra cái cuộc biểu tình ấy, và chết nhiều người bóp cho xuống miến lươn tiền hành ốc chân gà gối đầu ăn xa nước bia lộn xộn xã hội các loại thở ra thụt vào tiệm hàng gia đình Hưng Nguyên xã Hưng Nguyên có nhớ đến một thời điểm khu vực này đúng là có một cái phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 nổi lên là một cuộc tổng diễn tập đầu tiên để chống lại thực dân Pháp bất thành. Nhưng ngày xưa Pháp lên được vậy đúng không? Chồng chẳng hiểu, mình đã không ở cái thế chứ. Nhưng mà thực ra mình cũng ở thời đấy mình như ở Việt Nam mình đi lính cho Pháp đi cho Mỹ ấy. Thôi, bản chính trị này lươn đồng nội thất sụp cả toàn thứ ăn vào Hà Nội chỉ có bún cá, biến thành bún cá Hà Nội.